Thưa quý vị và các bạn, chương trình kết nối những yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với bé đạo nữ Thanh Thúy ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện An Phước. Bé Thúy mới 3 tuổi nhưng đã sớm mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, rất cần sự chung tay của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm. Gia đình bé Thúy thuộc diện khó khăn, ba làm phụ hồ, mẹ làm công nhân. Gia đình cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhưng cũng chẳng dư dả gì. Cách đây mấy tháng, bé Thúy bị vàng da, đi đứng không vững. Đưa đi khám thì phát hiện bị bệnh bạch cầu dạng lympho. Đây được xem là một loại ung thư máu cần hóa trị hàng tuần với chi phí từ 6 đến 10 triệu đồng tùy vào tình hình sức khỏe của bé. Bác sĩ nói thời gian điều trị từ đây tới 5 năm, bác sĩ kêu mình phải lo tiền. Cứ tuần nào vô phải có tiền mới vô thuốc được, làm cha làm mẹ không lo được. Tội con. Từ ngày bé Thúy bị bệnh, mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc, ba làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, không đủ tiền trang trải cuộc sống và thuốc thang cho con. Thông qua chương trình hôm nay thì đại diện cho ban quản lý thôn tôi cũng xin vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho cháu có tiền chữa bệnh. Bé Thúy còn nhỏ nhưng đã mắc bệnh ung thư máu cần phải điều trị tích cực trong thời gian 5 năm để kiểm soát bệnh hiệu quả. Thế nhưng gia đình quá nghèo, sau mấy tháng điều trị đã không còn khả năng chạy chữa cho con. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp bé Thúy có điều kiện chữa bệnh để bé khỏe mạnh trở lại và được đi học với các bạn cùng trang lứa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận, số 285A đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 02593 824206.